Hello, chào cả nhà nha. Hôm qua đẩy một đám mưa quá trời lớn luôn cả nhà ơi. Đường sình quá trời sình, mình chạy xe vô mình đi đặt là bớt không được nên mình đặt vòng vòng cặp mé ở ngoài à. Mà mấy chỗ này đặt mình đặt hết ếch rồi, không biết tình hình trời mưa xuống rồi nó còn con nào không lên không cả nhà ơi. Mới ngủ thức dậy luôn, quá trời buồn ngủ luôn. Bờ này giờ mình lội vô khoảng 5-6 cái cả nhà, mấy bờ đó. Giờ lên mấy bờ đó, 5-6 cái. Mấy gần bờ này là mình đặt kiết rồi nó hết ếch luôn à. Trời mưa nè, không biết ếch có lên không, tối mình nghe kêu quá trời kêu đó. Sáng sớm buồn ngủ, tê tái tâm hồn. Cái đầu tiên. Trời trời. Quá cái đầu tiên là té. Rồi hai con, ba con luôn cả nhà ơi. Cái đầu tiên ngon lành luôn. Ba con luôn nè. Bờ này đã thiệt. 3-4 thôi, ba con cả nhà. Không? Ba con bành bành không? Hai con, hai ba con. Được rồi, té cái cũng cũng sướng. Té được ba con vậy ngon. Đó, ba con cả nhà. 1 2 3. Quá sướng, quá sướng. Ở đây mình đi thăm tiếp luôn. Mong là đừng trời mưa nữa. Hôm qua mình mới xả lúa cái đẩy phát mưa lúc bình địa hết. Còn cá thứ hai trong đây luôn. Ây da. Ui, hàng cả nhà. Rồi, đựng con. Thôi, cái này đựng con. Đây cả nhà. Đựng con nha. Đó. Đây. Ủi quá. Một con. Mấy chỗ này mà còn ếch là hên lắm. Một con nha cả nhà. Rồi. Đây, chút về lấy. Cái này mình đặt trên bờ nè, không biết có con gì không. Rồi nước khô gan. Hôm qua mưa nó có nước mấy cái đường bánh xe chạy nè. Nó rút hết rồi. Khô gan à. Khô gan cả nhà. Rồi, khô gan gì có gì vô. Này hôm qua tối lại là nó rút khô gan luôn à. Phải dĩ cái lạp khô gan. Không có con gì hết. Đây mình rửa cái lạp cái. Mãi trên kia mình đặt nhiều cái luôn à. Tiêu rồi, chiếc này tiêu rồi. Trên kia mình cũng đặt nhắc hết cái thôi. Trên bờ giống vậy á. Tiếp cả nhà. Vô một cái hình như bờ này mình đặt mà 6 cái vô, chiên cái đầu 7 cái. Bữa nay mình đặt 22 cái, 23 cái vậy cả nhà. Cái tiếp theo đây luôn. Rồi có luôn cả nhà ơi, hai con. Đây. Quá sướng, quá sướng. Đó, hai con bự luôn nha cả nhà. Đây. Đây một con. Đây một con. Hai con bự luôn cả nhà. Đã. Cái này chạy ít bành bành nha.
đang chạy ít bên bệnh không cả nhà. Bởi vì tôi có nhìn thấy nè. Bỏ đi. Tiếp. Tiếp tục. Tiếp tục. Nãy giờ mình 1, 2, 3 cái. Đây còn 3 cái nữa. Cái này sẽ đây. Rồi, Trung Quốc rồi cả nhà. Chắc quá cả. Tiếp tục cái này. Rồi hai con. Quá hơn. Bữa nay còn ít là hơn lắm cả nhà. Hai con nghe nè. Đó. Đấy. Hai con bành bành không à? Này ít bành bành không cả nhà. Thấy không? Ít bành bành không? Rồi, hình còn nặng nặng cái nữa. Cuối đây không vớt giác lại tí nào ha. Tôi không biết có ai soi ếch đây không, có soi coi như là tèo luôn cả nhà. Ủa cái này bị khô nước hay gì ta, đừng nó khô nước nha, nước buồn lắm ạ. Khô nước rồi, khô nước luôn rồi, chết quá luôn, khô nước luôn cả nhà. Rồi ngưng camera đây cả nhà, lên trên kia. Rồi cái bờ kênh tiếp theo cả nhà. Bờ này chắc hiệu quả này. Chưa đi chân mình thấy nước nó khô giống cái trên kia nữa cả nhà. Nó khô ghê. Hôm qua mình đặt đây nè. Biết gì hôm qua đặt với mé đây được rồi. Bó tay chứ. Tưởng trên đây nước nó dự trữ trong mấy bánh xe gì nó không dự trữ luôn. Nó khô luôn. Trung Quốc đó nha. Khô gan nước nè. Cái gì có. Buồn thật chứ. Coi như là địa điểm này chết quớt rồi đó. Mình đặt ở trên nhiều lắm. Đặt máy trên đây nhiều lắm cả nhà. Xui rồi, xui rồi. Rồi, cái tiếp theo cả nhà. Rồi, có luôn, một con. Một con, một con. Một con nghe cả nhà. Đây. Hello. Ồ, con gì ủng ủng. Một con cả nhà. Rồi đường này vô con cũng ăn ủi rồi. Hello. Cá ục. Quả thế ục cá ục. Rồi mình lên trên kia luôn cả nhà. Rồi, bờ kênh cuối cùng nuôi hy vọng mong manh luôn cả nhà. Bờ này mà chất quất nó coi như là hôm nay là
tèo luôn. Rồi cái đầu tiên khô gan nước. Yeah, nước tiếp tục bị sắc xuống, không có luôn. Rồi không có nha cả nhà. Rồi cái này nằm trên cạn nữa, xong phim nữa. Ô, vô được con ếch bự. Hên quá cả nhà ơi, trên cạn mà vô được con ếch bự nè. Đấy. Hello. Đó, một con nha cả nhà. Ếch và ngính luôn. Vàng ngính. Ếch đã rồi nha. Đấy. Được, con cũng vui rồi. Đỡ hơn là bị khô gan hoài. Còn cá cuối cùng đây cả nhà. Bị khô gan hoài luôn. Cái này khô gan nữa. Biết có con gì không đây. Không có luôn, khô gan. Rồi hôm nay chất quớt quá trời cả nhà, tàn là bị khô nước không à, cạn nước không à. Dính được lúc đầu còn nhiêu cạn nước không. Rồi để về nhà mình đổ ra hôm nay được mấy con nha. Rồi hôm nay thất bại cả nhà, hôm nay bị khô nước quá trời khô rồi. Chạy được có 2, 4, 6 cái à, mình đặt 23 cái chạy được 6 cái, còn đây 17 cái. 17 cái là không chạy nữa nha, nay là thảm bại rồi. Để mình đổ 6 cái này ra được nửa ký không. Rồi hôm nay nhiêu nha cả nhà. Đây. Đấy. Căng là được này được nhiêu. Ký 2 cả nhà, ký 2 chắc còn ký á. Đục, nhiều đây cũng được ký. Ít bành bành không cả nhà. Ngặn ký á. Rồi, nay thất bại cả nhà. Đấy. Rồi hẹn gặp lại cả nhà những clip trúng mánh lần sau nha. Nay thất bại à.